Mấy chục mùa xuân đã đi qua, thành lộc năm hoa nở khắp nhà, gia tộc sum vầy công đức mẹ, cháu con hạnh phúc nhớ ơn cha, cầu mong cha mẹ hơn trăm tuổi sống với cháu con cành cái hoa. Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng các bác ạ. Trong những cái món quà vô cùng thiết thực này cũng như là mang rất là nhiều những cái tâm tư, tình cảm hay là những cái tình cảm vô cùng chân thành từ con cháu dành cho ông bà, bố mẹ nhân những cái dịp lễ đặc biệt hơn nhất. Và trong video ngày hôm nay em Hoàng muốn nhắc tới cho các bác đó là về những đại lễ mừng thọ các bác nhé. Và cái dòng tranh mừng thọ ngày hôm nay em Hoàng muốn mang tới cho các bác nó sẽ có tên gọi, đó chính là tranh mừng thọ cụ ông kích thước 1m7 x 90cm. Và bức tranh mừng thọ này nó sẽ có nguồn gốc xuất xứ cho các bác tại làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh. Đây là một trong những làng nghề truyền thống làm ra được những cái dòng tranh mang nhiều cái giá trị và nét đẹp văn hóa của truyền Việt Nam các bác nhé. Bức tranh mừng thọ này thì nó sẽ có thông số kích thước cụ thể như sau cho các bác này. Về khổ của bức tranh thì nó sẽ là khổ chữ nhật như thế này, và nó sẽ có kích thước chiều dài là 1m7, chiều rộng hay được gọi là chiều cao ấy thì nó sẽ có kích thước là 90cm các bác nhé. Đó là về kích thước dài và rộng của bức tranh mừng thọ này. Còn về bản khung của bức tranh mừng thọ, nó sẽ có bản khung là khung 10. Bản khung của bức tranh này nó sẽ là bản khung 10 các bác nhé. Độ dày của bản khung nó sẽ có độ dày cho các bác là 2cm cho bức tranh mừng thọ kích thước 1m7 x 90 này. Còn về phía sau bức tranh này, em có làm nền hậu vô cùng dày dặn cho các bác nên sẽ có tổng độ dày của toàn bộ bức tranh tính cái phần bản khung giống như là nền hậu phía sau, nó sẽ có tổng độ dày cho các bác là 5cm các bác nhá. Đó là về bức tranh mừng thọ này. Về cái chất liệu khung gỗ này thì nó sẽ có chất liệu được làm bằng khung gỗ sồi Nga. Đây là một trong những cái khung gỗ mà bên em nhập khẩu về và cũng như đã có cái xử lý hóa học giúp cho cái việc sử dụng của các bác sau này chống cong vây, chống mối mọt vô cùng tốt cho các bác nhá. Đó là về dòng tranh mừng thọ này. Và các bác có thể nhìn thấy một màu nâu trầm, nâu ánh dáng này thì nó sẽ giúp cho không gian của việc của mình treo ấy, nó không chỉ là mang lại cái vẻ đẹp cổ kính không thôi, mà nó cũng sẽ giúp cho không gian được trở nên đẹp hơn, ấm cúng hơn rất là nhiều các bác nhá. Hoa văn họa tiết trên cái phần khung tranh này thì được làm rất là kết hợp của những hoa văn như là rơi này, rơi ở bốn góc này, hay là những cái hoa văn triện khác thì nó sẽ giúp cho bức tranh được trở nên sinh động hơn, nổi bật hơn các bác nhá. Đó là về khung tranh này. Bên trong tranh thì các bác có thể nhìn thấy đây sẽ là tấm đồng dày cho các bác 6cm. Hoa văn họa tiết sẽ được thúc nổi lên trên bề mặt của tấm đồng luôn. Các bác lưu ý cho em là hoa văn họa tiết được thúc nổi trực tiếp trên cái nền tấm đồng như này các bác nhá. Và sau đó thì các hoa văn họa tiết sẽ được dát vàng và dát bạc lên trên bề mặt của cái hoa văn họa tiết luôn, để giúp cho bức tranh nó trở nên đẹp hơn và nó tinh tế hơn, nổi bật hơn cho các bác luôn. Thêm vào đó thì dòng tranh này còn có thêm thiết kế hệ thống đèn led chạy xung quanh cái phần viền tranh. Nó sẽ giúp cho cái bức tranh của các bác, nếu mà treo tạm những cái vị trí chúng ta chưa có hệ thống đèn chiếu xuống ấy, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho các bác nhé. Đó là về cái thông số kích thước cũng như là chất liệu của bức tranh mừng thọ mà em Ngọc Anh muốn mang tới và giới thiệu cho các bác trong video ngày hôm nay. Bây giờ thì các bác sẽ cùng em này, chúng ta đi cận cảnh hơn, cùng nhau ngắm nhìn và cũng như là xem cái họa tiết của bức tranh mừng thọ của ông nó sẽ có những cái điều gì đặc biệt các bác nhé. Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉnh Nam Sơn, đây là hai câu đối được đặt vô cùng khéo léo trên bức tranh mừng thọ của ông mà hôm nay đã mang tới giới thiệu cho các bác nhé. Có thể nhìn thấy là hai câu đối được đặt hai bên này, và phần chính giữa đó chính là hình ảnh của ông đang sum vầy bên rất là nhiều con cháu. Nó thể hiện cho sự vui vẻ, sự hân hoan, và ngày khi mà tuổi đã có tuổi rồi ấy, tức là mày già, thì con người ta luôn luôn mong muốn sự sum họp, sự đoàn tụ, sự quây quần của con cháu bên gia đình, bên mình, thì nó thể hiện cho cái niềm vui và niềm hạnh phúc các bác nhá. Đó chính là hình ảnh họa tiết của ông này cùng đang sum vầy bên những cái hình ảnh của những đàn trẻ nhỏ. Và đối với bức tranh mừng thọ của ông này, đó chính là một trong những cái nét đẹp
trong cái truyền thống văn hóa của những người dân Việt Nam ta, trong cái nét đẹp của những ngày mừng thọ. Kết hợp vào đó không chỉ là hình ảnh của cụ ông được nổi bật lên trên bề trên cái bức tranh không thôi, mà các bác có thể nhìn thấy cho em là về phần bên góc trái đi ạ. Bên góc trái là đàn đôi chim hạc đang đứng trên cây tùng. Chim hạc tượng trưng cho sự trường thọ, sự bất tử, nên chính vì vậy khi mà các nghệ nhân sắp xếp đôi chim hạc đang đứng như thế này, nó cũng là như một lời nguyện cầu, như là một lời chúc sức khỏe tới cho người mừng thọ. Đặc biệt cụ thể hơn như trong bức tranh này, đó chính là mừng thọ cụ ông, thể hiện cho sự mong cầu, sự trường thọ dành tặng tới cho cụ ông các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy này, bên dưới này là còn có thêm hoa mộng đơn ở đây. Hoa mộng đơn thì tượng trưng cho được xem là nữ hoàng của tất cả các loài hoa, nên nó cũng sẽ mang lại sự may mắn, sự thành công, thịnh vượng rất là nhiều, sự chúc sức khỏe tới cho người được mừng thọ các bác nhá. Bên góc bên kia thì cũng sẽ là hoa văn họa tiết của cây hoa mai. Cây hoa mai thì nó tượng trưng cho sự đoàn viên, sự đoàn tụ, Tết đến xuân về, nên chính vì vậy mà lý do vì sao mà em lại nhắc tới đây là sẽ là một trong những dòng tranh được rất là nhiều gia chủ mua trong dịp đầu năm để mừng thọ cho những người, những ông bà, cha mẹ, nhân những dịp vô cùng đặc biệt, đó là ngày mừng thọ đấy ạ. Các bác có thể nhìn thấy đối với những dòng tranh mừng thọ thì sẽ có sự sắp xếp thêm các phần khung chữ nữa. Tại sao lại có phần khung chữ này? Khi mà những người con, người cháu muốn dành tình cảm cho người cha, người mẹ, người ông, người bà thì sẽ có những cái phần để chúng ta lưu lại cái tên hoặc là những lời chúc cầu cho ông bà cha mẹ được sống lâu trăm tuổi, được sống vui vẻ, quây quần bên con cháu. Chính vì vậy hai cái phần khung chữ này sẽ để cho các bác, ví dụ như các bác yêu cầu là em làm chữ ví dụ là con cháu đồng kính chúc mừng thọ ông bà hoặc là mừng thọ cha mẹ. Đấy, nó sẽ có cái sự sắp xếp làm sao để nó cân đối nhất. Hay là các bác còn có thể là ghi tên của mình, tên con cháu đồng kính chúc cũng sẽ là phù hợp khi chúng ta sắp xếp trên hai phần trên và dưới của bức tranh các bác nhá. Ngoài ra thì bức tranh này, các hoa văn họa tiết được thúc nối lên trên bề mặt của tấm đồng thì còn được sắt vàng, sắt bạc, sắt đồng đỏ, hay còn gọi là bức tranh giáp tam khí ấy. Nó sẽ giúp cho bức tranh hoa văn họa tiết được trở nên nổi bật hơn, không quá là cầu kỳ như những dòng tranh khác. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ mang lại được những cái nét đẹp, những cái giá trị tốt đẹp nhất mà dòng tranh mừng thọ này mang lại cho những người được tặng đấy ạ. Vâng, và đó chính là những cái hoa văn họa tiết của bức tranh mừng thọ mà em Ngọc Anh đang mang tới giới thiệu cho các bác này. Và dòng tranh này là một trong những dòng tranh thuộc phân khúc phổ thông, nên sẽ rất là phù hợp với bác nào mà mong muốn tìm kiếm một món quà vừa ý nghĩa này, và nó lại mang lại thật là nhiều cái giá trị cho ông bà, bố mẹ hay những người thân đặc biệt trong gia đình, để chúng ta có một món quà cực kỳ ý nghĩa để dành tặng họ các bác nhé. Và đối với dòng tranh mừng thọ này thì bên em có thêm cả cái chính sách cho các bác, đó là hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nên là các bác dù ở miền Tây, miền Nam hay ở đâu trên đất nước Việt Nam thì bên em đều hỗ trợ miễn phí vận chuyển, các bác có thể nhận được những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất tới tận tay các bác nhé. Đó là về cái chính sách vận chuyển này. Và tất cả những sản phẩm bên em thì còn có chính sách bảo hành đi kèm cho các bác. Khi các bác mua hàng đều nhận được những giấy tờ bảo hành đi kèm cho các bác như thế này, đảm bảo cho các bác mua hàng luôn luôn được đặt quyền lợi lên hàng đầu, luôn luôn thực hiện đầy đủ những cái trách nhiệm của bên em với những cái chất lượng cũng như là những cái sản phẩm mà các em mang tới và giới thiệu cho các bác nhé. Đó là về cái chính sách bảo hành cũng như là chính sách vận chuyển này. Và cái quy trình đóng hàng của bên em thì được diễn ra, đó là bọc toàn bộ bằng xốp nổ, sau đó sẽ đưa vào khung gia cố valet để đảm bảo quá trình vận chuyển được an toàn nhất, chắc chắn nhất tới tận tay các bác đấy ạ. Và nếu mà các bác đang mong muốn tìm kiếm một món quà dành tặng cho ông bà, bố mẹ nhân dịp đặc biệt như là ngày mừng thọ, thì các bác có thể liên hệ với em Ngọc Anh qua số hotline Zalo 0815 009 777. Và nếu mà các bác quan tâm tới những cái dòng tranh mừng thọ như thế này thì các bác có thể liên hệ với em Ngọc Anh qua số 0868 353
0866 thì em Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên hệ hỗ trợ các bác được nhanh nhất các bác nhé. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em ạ.